Mùa giải 2024-2025 của Premier League đang đến gần và mọi con mắt đều đổ dồn vào những đội bóng hàng đầu của nước Anh, đặc biệt là nhóm Big Six. Với mỗi đội bóng trong nhóm Big Six, mùa giải mới này hứa hẹn những biến số riêng dành cho họ. Những cuộc đua cam go và những sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ đem tới kết quả như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá sức mạnh của họ trước thềm mùa giải mới, xem xét những thay đổi trong đội hình, phong độ cũng như những thách thức mà họ sẽ phải đối mặt. Manchester City bước vào mùa giải 2024-2025 với vị thế là đội bóng thống trị tuyệt đối của Premier League trong những năm gần đây. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Man City đã giành chức vô địch trong 4 mùa giải liên tiếp, một thành tích chưa từng có trong lịch sử của giải đấu này. Với một đội hình có chiều sâu đáng nể và những ngôi sao hàng đầu thế giới như Kevin De Bruyne, Erling Haaland và Ruben Dias, Man City tiếp tục là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Mặc dù vậy thì sự thống trị của Man City không đồng nghĩa với việc họ sẽ dễ dàng bảo vệ ngôi vương. Theo như dữ liệu từ siêu máy tính của Opta, sau khi mô phỏng mùa giải 10.000 lần, đã đưa ra dự đoán rằng Man City có 82,2% cơ hội vô địch. Tuy nhiên con số này giảm đáng kể so với 90,2% vào mùa giải trước. Sự suy giảm này cho thấy rằng khoảng cách giữa Man City và các đối thủ khác đang thu hẹp dần và họ sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong mùa giải sắp tới. Man City đã có một mùa hè tương đối yên ắng trên thị trường chuyển nhượng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thiếu sự chuẩn bị. Pep Guardiola vẫn biết cách tận dụng tối đa những gì ông có trong tay. Các bản hợp đồng như là Josh Calvadio từ RB Leipzig và Matheus Nunez từ Wolverhampton đã giúp Man City gia cố thêm sức mạnh ở hàng thủ và tuyến giữa. Trong khi đó, sự phát triển của các cầu thủ trẻ như là Oscar Bob và có khi là cả McCarthy cũng mang đến cho Guardiola nhiều phương án tấn công linh hoạt hơn. Bất chấp giai đoạn thi đấu mùa hè không đạt được thành tích tốt, City vẫn đả bại Manchester United bằng chiến thắng trên chấm phạt đền tại siêu cúp Anh. Đó là một lượt trận mà Pep không có nhiều cầu thủ quan trọng trong tay như Kyle Walker, Rodri là thiếu vắng đáng kể nhất. Và đó thì cũng là thời điểm những gương mặt ít được trao cơ hội hay thậm chí là mới trình làng có dịp lộ diện. Và với cái kết là danh hiệu đầu tiên của mùa giải, có lẽ ngoài Savinho, City cũng chưa cần một sự thay thế ngay lập tức cho Julian Alvarez đã chuyển đến Atletico Madrid đâu. Bên cạnh đó thì việc Man City duy trì sự ổn định trong lối chơi và triết lý bóng đá của mình cũng là một lợi thế lớn. Guardiola đã xây dựng một đội bóng không chỉ dựa trên tài năng cá nhân mà còn trên sự hiểu biết sâu sắc về chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ. Mùa giải mới này, với lịch thi đấu dày đặc và những đối thủ ngày càng mạnh mẽ, Man City vẫn có thể duy trì được sự ổn định đó và tiến xa hơn nữa trong cuộc đua vô địch. Arsenal là đội bóng đã có sự tiến bộ vượt bậc trong vài mùa giải gần đây. Với năng lực sa bàn xuất chúng của Mikel Arteta, Arsenal đã trở thành một đội bóng đáng gờm, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn khác của Premier League. Mùa giải 2022-2023, Arsenal đã khiến cho cả thế giới bóng đá phải ngỡ ngàng khi từ chỗ chỉ có 0,13% cơ hội vô địch. Họ đã nâng tỷ lệ này lên 12,2% trước thềm mùa giải 2024-25, một con số đáng nể cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của pháo thủ. Arsenal đã có một mùa hè đầy sôi động trên thị trường chuyển nhượng mùa giải 2023-2024 với những bản hợp đồng chất lượng như Declan Rice từ West Ham, Kai Havertz từ Chelsea và Julian Timber từ Ajax. Trong số này, Declan Rice với khả năng kiểm soát bóng và sự thông minh trong việc đọc trận đấu sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp Arsenal duy trì sự ổn định ở tuyến giữa, trong khi Kai Havertz sẽ mang đến sự sáng tạo và tính đột biến trên hàng công, một điều khiến anh luôn được tin dùng và sẵn sàng được Arteta bênh vực trên truyền thông. Không chỉ có những bản hợp đồng mới, Arsenal còn có sự phát triển mạnh mẽ từ các cầu thủ như Bukayo Saka, Gabriel Martinelli và William Saliba. Dưới bàn tay của Arteta, Arsenal đang xây dựng một phong cách chơi bóng mang đậm dấu ấn chiến thuật, nơi mà mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình và đóng góp vào thành công chung của cả đội. Còn trong mùa giải 2024-2025 này, Arsenal đã đem về tân binh đắt giá Calafiori tạo nên một dấu ấn mới ở hàng phòng ngự. Trận giao hữu trước mùa giải của Arsenal, đặc biệt là chiến thắng 2-0 trước Lyon, đã cho thấy sự sẵn sàng của đội bóng này cho mùa giải mới và là màn chào sân ấn tượng của tân binh người Italia. 42 triệu bảng Anh của Arsenal có thể đá cùng lúc cả hậu vệ trái và trung vệ trong trận đấu này. Tài tử này trông không có vẻ gì là một nhân tố mới gia nhập đội bóng mà đã nhanh chóng bắt nhịp, thích nghi và sắp tới có thể là nhuần nhuyễn với kiểu chơi của Arteta. Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ và khả năng kiểm soát trận đấu tốt đã giúp Arsenal xây dựng được một lối chơi ổn định. Điều mà họ còn thiếu chỉ là một chút may mắn nữa và hy vọng Calafiori sẽ là người được chọn để tạo nên một chiến dịch hoàn hảo.
Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, Arsenal là đối thủ chính của Manchester City trong cuộc đua đến ngôi vương. Đứng ở vị trí thứ 3 là Liverpool, sau một thời kỳ hoàng kim dưới thời Jurgen Klopp, đã bước vào một giai đoạn chuyển giao khi Klopp rời đi và Arne Slot, huấn luyện viên người Hà Lan được bổ nhiệm làm người kế nhiệm. Việc chia tay Klopp, người đã giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League và Premier League, là một cú sốc lớn đối với các cổ động viên. Dù phải đối mặt với nhiều thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, Liverpool vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải 2024-2025. Với 5,1% cơ hội theo dự đoán của siêu máy tính, đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự ổn định của Liverpool, mặc dù có thể họ sẽ không còn giữ được phong độ đỉnh cao như những mùa giải trước. Liverpool đã có một mùa giải 2023-2024 không như ý khi dù dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League trong 87 ngày, họ vẫn phải chấp nhận vị trí thứ tư chung cuộc. Tuy nhiên, những dấu hiệu tích cực từ giai đoạn cuối mùa giải đó đã giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải mới. Liverpool đã có một kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn đang án binh bất động. Lý do là bởi nhân lực của họ cho đến hiện tại đều khỏe mạnh và bản thân huấn luyện viên Arne Slot thì muốn đánh giá kỹ càng hơn trước khi xách giỏ đi chợ. Nhìn vào giai đoạn hè với 4 chiến thắng và một kết quả hòa, có thể thấy Liverpool phiên bản logo mới này vẫn sẵn sàng cho những thử thách mới mà không cần phải nâng cấp. Đỉnh điểm của sự chuẩn bị này chính là ngày cuối cùng khi mà Arne Slot cho The Cop đá 2 trận cùng một ngày, cách nhau có 7 tiếng trước Sevilla và sau đó là đóng cửa đá với Las Palmas. Hiển nhiên đó sẽ là sự xuất hiện của hai đội hình khác nhau, nhưng mục tiêu mỗi cầu thủ đá ít nhất 45 phút và sau đó thì không ai gặp chấn thương. Đó cũng là cái tài quản lý của ông thầy này. Bên cạnh những bản hợp đồng mới có thể đến như Zubimendi trong kỳ chuyển nhượng hè, Liverpool cũng tiếp tục đặt nhiều hy vọng vào sự phát triển của các cầu thủ trẻ như Harvey Elliott, Curtis Jones và Ben Doak. Mùa giải này, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đội hình trẻ trung, Liverpool hoàn toàn có thể tạo ra những bất ngờ và cạnh tranh song phẳng với các đối thủ trong nhóm Big Six. Chelsea là một đội bóng mà không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở mùa giải 2024-25. Sau một mùa giải 2023-24 đầy biến động và nhìn chung là nỗi thất vọng chỉ nguôi ngoai, Chelsea đã có những thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo khi bổ nhiệm Enzo Maresca làm huấn luyện viên trưởng, thay thế Mauricio Pochettino. Maresca, chiến lược gia đã có một mùa giải thành công cùng với Leicester City ở Championship, được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho Chelsea. Tuy nhiên, Chelsea vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại vị thế của một ứng cử viên vô địch. Với tỷ lệ 31,6% cơ hội lọt vào top 4, Chelsea sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu này trước, sau đó thì mới nghĩ xa xôi được. Mùa giải trước, dưới thời Pochettino, Chelsea đã có những thời điểm thi đấu khá tốt, nhưng lại không thể duy trì sự ổn định. Việc thiếu sự gắn kết trong lối chơi và những vấn đề về tâm lý đã khiến họ kết thúc mùa giải ở một vị trí bên ngoài top 4, điều không thể chấp nhận với một đội bóng có tham vọng lớn như Chelsea. Maresca đã bắt đầu công việc của mình bằng cách đưa về những cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của ông. Nhưng việc có đến 48 cầu thủ trong đội hình 1 cho đến nay, mua người liên tục không ngớt, ký hợp đồng với Cole Palmer, dù thời hạn còn đến 7 năm, thì chẳng ai giải thích được. Bản thân ông thầy người Ý chắc cũng có phần bị động với bản năng chơi trội của kỷ nguyên Burnley Clear Lake Capital. Có ít quân thì khó lòng mà làm nên chuyện, đặc biệt là vực dậy một tập thể đã rời xa đỉnh cao. Nhưng nhiều quân quá, nhiều lựa chọn quá cũng chưa chắc đã là lợi thế của Chelsea. Họ mới có thêm Pedro Neto trên hàng công và riêng việc chọn ai đá chính ở khu vực này cũng sẽ là một bài toán cần lời giải đối với Maresca cùng bộ sậu. Thách thức lớn nhất đối với Chelsea ở mùa giải này đó là việc duy trì sự ổn định và tránh những chấn thương đáng tiếc. Lịch thi đấu dày đặc thì với quân số như thế này chắc không lo. Một chút áp lực đến từ cúp C3, thế nên sự tập trung vào Premier League hẳn nhiên sẽ vẫn là ưu tiên. Nếu có thể vượt qua được những khó khăn này và xây dựng được một lối chơi gắn kết, Chelsea hoàn toàn có thể trở lại với đấu trường Champions League và thậm chí là cạnh tranh trước vô địch Premier League. Newcastle United đã có một mùa giải 2022-23 ấn tượng khi giành được vị trí thứ tư. Nhưng mùa giải 2023-24 thì lại không thuận lợi khi họ phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt và những chấn thương liên tiếp. Dù vậy, Newcastle vẫn là một đội bóng đáng gờm và được dự đoán là sẽ tiếp tục cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 ở mùa giải năm nay với tỷ lệ là 26,6%. Dưới sự dẫn dắt của Eddie Howe, Newcastle sẽ trở thành một đội bóng có lối chơi kỷ luật và rất khó chịu, biết mình biết ta. Họ không chỉ có một đội hình chất lượng với những ngôi sao như Bruno Guimaraes, Kieran Trippier và Alexander Isak, mà còn sở hữu một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, da dáng của một ông lớn. Newcastle cũng đã có một số những sự bổ sung quan trọng ở kỳ chuyển nhượng hè với việc đem về tiền đạo William Osula
mua đứt hậu vệ Lewis Hall của Chelsea hay là mua thủ thành Vladimir của Forest, tổng giá trị lên tới khoảng 70 triệu euro. Vấn đề lớn nhất đối với Newcastle đó là làm sao duy trì được phong độ cao suốt cả mùa giải khi phải đối mặt với những đối thủ mạnh ở cả Premier League và Champions League. Việc phải chơi ở nhiều đấu trường cùng lúc có thể khiến đội hình của họ bị bào mòn và dễ gặp chấn thương. Kể từ khi được giới chủ Ả Rập cầm quyền, họ đã có một bước lên tiên khi đặt chân đến C1 lần đầu tiên sau 20 năm. Nhưng giờ thì sau cú tụt dốc năm ngoái, hành trình đó sẽ phải thực hiện lại từ đầu. Như thường lệ, Tottenham Hotspur bước vào mùa giải 2024-2025 với nhiều câu hỏi về khả năng cạnh tranh của mình. Sau một mùa giải không thành công dưới thời Ange Postecoglou, Spurs đã có những thay đổi lớn trong ban huấn luyện và đội hình. Mặc dù vậy, việc không thể giữ chân Harry Kane vào năm ngoái đã khiến cho nhiều người lo ngại về khả năng tấn công của Tottenham Hotspur. Dù vậy, Spurs vẫn có những nhân tố đáng chú ý trong đội hình như Son Heung-min, James Maddison và Richarlison. Và trong mùa hè này, họ đã nhanh chân chiêu mộ hai bản hợp đồng tiềm năng ở khu vực tiền vệ là Lucas Bergvall và Archie Gray. Sau đó thì tiền đạo Dominic Solanke cũng vừa mới cập bến với mức phí lên tới 64 triệu euro. Quả nhiên là Tottenham Hotspur vẫn cho thấy họ sẵn sàng mua đắt mà không phải kèm nhèm về mức phí chuyển nhượng. Với tỷ lệ 17,5% cơ hội lọt vào top 4, Tottenham Hotspur sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nếu muốn trở lại với đấu trường Champions League. Mùa giải này, họ sẽ cần phải tìm ra một hệ thống chiến thuật ổn định và tận dụng tối đa những cơ hội ghi bàn, đặc biệt là khi thiếu vắng một chân sút chủ lực như Harry Kane. Tuy nhiên, nếu các cầu thủ chủ chốt có thể giữ vững phong độ và lối chơi của đội được định hình rõ ràng hơn, thì Spurs vẫn có thể gây ra những bất ngờ và trở thành một thách thức lớn trong cuộc đua top 4. Big Six là một khái niệm mới xuất hiện chỉ trong có vài năm trở lại đây thôi, nhưng trên thực tế lại đang sớm cho thấy sự lạc hậu. Nhưng bởi tính phổ biến nên người hâm mộ vẫn dùng định nghĩa này nhiều hơn, nhanh chóng phá bỏ nó, cho thành Big 7 hay là Big 8. Manchester United là một trong những đội bóng có lượng người hâm mộ đông đảo nhất trên thế giới và vẫn thường là một khách quen của nhóm Big Six. Năm vừa rồi thì họ cán đích ở vị trí thứ 8, tệ nhất tại Premier League. Nhưng cũng chỉ cần đúng một trận chung kết FA Cup, Erik ten Hag giữ được ghế, United tiếp tục được đá cúp châu Âu và thiên hạ thì đồn thổi truyền thuyết về một người bất tử. Mùa giải 2024-2025 sẽ là một thử thách lớn đối với Ten Hag khi ông cần phải tìm cách khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong đội hình và đưa Manchester United trở lại đỉnh cao. Những phương án chiến thuật thì trong giai đoạn thi đấu hồi hè, người hâm mộ cũng đã thấy được khá nhiều những mảng miếng mới. Sự bứt phá của Amad Diallo, niềm hy vọng hướng về gương mặt flop năm ngoái như Mason Mount, họ sẽ là những luồng gió ngay từ bên trong lòng đội bóng. Còn về những phương án chuyển nhượng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm khi nhắc đến những bản hợp đồng mới, United fan phải cảm thấy tự hào. Thời đại hóa dầu Ineos đã nhanh chóng hoàn tất 4 bản hợp đồng tính đến thời điểm này là Joshua Zirkzee, Lenny Yoro và mới đây là cặp đôi đến từ Bayern Munich, Mathis De Ligt và Mazraoui. Nếu mà điểm kết là một tiền vệ trụ là Manuel Ugarte hay là một ai đó có thể đá cặp được với Kobbie Mainoo trong dài hạn, thế thì những dự đoán về khả năng làm nên chuyện của họ trong mùa này sẽ không thể chính xác được. Với tỷ lệ là 18,9% cơ hội lọt vào top 4 theo Opta, Manchester United vẫn được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký cho một vị trí trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, để đạt được điều này, họ sẽ cần phải cải thiện đáng kể phong độ trên sân khách, nơi mà họ đã gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải trước. Bên cạnh đó thì việc giữ vững phong độ của những ngôi sao chủ chốt như là Bruno Fernandes, Onana, Kobbie Mainoo cũng là yếu tố quan trọng giúp Manchester United cạnh tranh một suất dự Champions League. Nhìn chung thì mùa giải 2024-2025 của Premier League hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến khốc liệt giữa các đội bóng trong nhóm Big Six. Manchester City vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, nhưng sự cạnh tranh từ Arsenal, Liverpool, Chelsea, Newcastle, Tottenham Hotspur và Manchester United sẽ khiến cho cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, sự nổi lên của Aston Villa cũng sẽ là một yếu tố không thể bỏ qua trong mùa giải này. Mỗi đội bóng đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng tất cả đều đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với những thách thức phía trước. Cuộc đua vô địch cũng như cuộc đua vào top 4 sẽ rất gay cấn và khó đoán. Sẽ rất thú vị để xem ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ phải chấp nhận nhường bước trong mùa giải đầy kịch tính này. Chỉ có một điều chắc chắn là với 38 vòng đấu phải bước qua, đội bóng ít sai lầm nhất, gần tiệm cận với sự hoàn hảo nhất sẽ xứng đáng cho ngôi vương một cách hoàn toàn thuyết phục.